cái tra mà sao, cái tra mà sao nghe cái tiếng gì là lạ lạ đây ta, có vụ gì trong đây, có biến cái sao ta? Ồ đây 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 đây, núp trong đây, núp trong đây, núp đây, núp trong đây. Em đây, em đây, em đây, em đây, em đây. Ơi làm đi, làm đi, làm mồi, mình làm một ly rồi mình dùng mồi anh em ơi. Ồ, cua đâu rồi, tươi vậy? Mày thấy chưa, mày thấy cua chưa? Có, thấy cua mà. Thấy cua mà. Đây là mực nha. Ủa? Đây là tôm nè. Tôm, tôm hấp, hấp cua vậy? Đây, cua đây, cua đây. Cua bầu gò. Nay đâu? Nay đâu? Nay nó nèm mặt dư. Đây, nay con đang chín rừng. Chín rừng. Anh em dùng vô cái nè. Anh em dùng cái, mình chúc mừng năm mới tất cả anh em trên mọi miền đất nước. Tết vui vẻ nè. Anh em ơi! 1, 2, 3, vô! 2, 3, vô! Anh Tuấn ơi, dùng mồi đi, đừng có ngại nha. Chị Minh cũng dùng mồi đi. Lấy con cua chắc không? Khoan cua này, ốp. Ôi dồi, ốp không? Thôi ốp, gạch này không có gạch. À, chờ chị Minh dùng mồi đi chị Minh. Lấy mực đi, làm miếng mực. Lấy mực đi. Anh dùng miếng tôm đi. Làm miếng mực. Làm miếng tôm đi nào. Năm sau anh em mình vô dàn diễn viên hơn cuối thế nào. Tinh thần sụp mình. Vậy muốn qua. Bữa qua, tôi cũng vừa cho Quỳ chạy vào hôm qua sao? Ủa ông phòng nào? Tôi phòng số 8. Cái bên đấy. Tôi chính mà. Ui dồi. Ôi trời ơi, thiệt chọc đúng không? Ui dây ơi, đúng mấy thiệt chọc. Go. Ông nhiều nào? Ông nhiều nào? Tôi á. Ê, còn bà đây, bà ở phòng số mấy? Tôi ở phòng kế bên nào? Vô vậy thì vô. Vô nữa đi. Tôi ở phòng kế bên mấy ông. Sao mấy ông kỳ vậy? Tôi quản lý mà ông, mà mấy ông biết tôi là à? Ủa, quản lý à? Quản lý mà nè. Rồi, làm còn ông đây ở phòng số mấy? Trời ơi, phòng số 7 kế bên. Số 7. Ông đây ở phòng số 8, ông đây số 9, ông đây số 7 kế bên. Bà đây số 6. Số 6 ơi. Số 6. Thì kế bên mà anh em ở chung giường số 3, đây giường số 4 mà. Mày điên à? Tao ở khu kế bên. Mày điên à? Mày nhắm chữ này điên à? Mày điên hơn chữ này điên à? Này nhắn nè. Ê, ông đây đầu trưởng rồi. Đây phòng số 1 sắp ra rồi. Ông đây đầu trưởng. Đây phòng số 1 sắp ra rồi. Ê, uống thuốc chưa nè? Thuốc này, uống thuốc này, uống thuốc này. Ủa mà hình như là mình điên. Không, nói chung là mấy cái phòng giam đây tôi quản lý tôi thấy ai cũng điên mà sơ sơ chưa có nạn lắm. Không, nói chung là tụi tôi đều có kỳ ra, có ông quản lý là ông vẫn cứ làm. Đâu biết ngày nào. Tôi xin phép. Không, riêng camera bất tử là không liên quan nha. Đợt này Tết thả ra cũng nhiều.